trường vào hai trường trước rồi hiện tại ấy. Rồi mấy bạn có nghe rõ câu nói gì không nè? Bạn Trí Thanh có nghe rõ câu nói gì không? Có. Rồi Hải Nam có nghe rõ không? Có. Rồi bạn Thành Minh, Thành Minh có nghe rõ không? Có. Rồi ok, hôm nay lớp chúng ta còn thiếu bạn Anh Thư đúng không nào? Tôi nhớ là lớp chúng ta còn bạn Anh Thư nữa đúng không? Vâng. Rồi, đúng rồi. Vậy bây giờ trước tiên là cô sẽ hỏi mấy đứa một tí xíu việc là hôm trước tụi con học tới bài nào rồi nhỉ? Tụi con mở sách ra chỉ cho cô biết hôm trước mày học tới bài nào rồi nha. Cô, có phải là ôn tập không? Hôm trước mình ôn tập là unit cũ đúng không? Bài kể chuyện rồi đi bắt cô đến bài Ok. Please wait for me one minute. À, bạn Trí Thanh cho cô biết là hôm trước cô học tới trang nào rồi nhỉ? Trí Thanh ơi, hôm trước cô học tới trang mấy rồi, cô đọc cho cô nha. Trang 27 ạ. Trang 27, ok. Rồi, mấy đứa có nghe rõ mic của cô? Có. À, mấy đứa có thấy nó bị ồn không hay là bình thường? Rồi bây giờ cô sẽ share sách nha. Rồi bây giờ trước tiên khi mình trước khi vào lớp học thì chúng ta sẽ làm nóng một xíu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi nhỏ đi, các bạn có đồng ý không? Bạn Hoàng Minh thì sao? Bạn Hoàng Minh đâu rồi? Bạn Minh đâu rồi? Hôm nay bạn Anh Thư đâu rồi nhỉ? Bạn Hoàng Minh ơi, tôi thấy bạn Hoàng Minh có vẻ là vắng mặt rồi. Hoàng Minh đi đâu rồi? Hello, where are you, bạn Minh? Rồi, vậy bây giờ cô nghĩ là như vậy thì mình sẽ chơi trò chơi vào lúc giữa giờ ha. Bây giờ mình sẽ tập trung học rồi tới giữa giờ mình sẽ chơi trò chơi. Các bạn có đồng ý không? Các bạn mấy giờ thôi? Đúng không? Rồi ok. Rồi bây giờ rồi giỏi lắm bạn Nam. Rồi bây giờ cô sẽ xem màn hình nha. Rồi hôm trước khi nãy bạn Trí Thanh nói với tôi là mình học tới trang 27 rồi đúng không nè? Rồi, mấy đứa ơi, mình học tới đây rồi đúng không? Mình học đây nè đúng Yes. Okay, so before we're going to our lessons today, I will check your previous lesson. Rồi bây giờ mình sẽ ôn bài một chút xíu và bài học mới nè. Rồi, bây giờ đầu tiên lesson 6 là phần story. Rồi bạn nào có thể nói cho cô biết là hôm trước mình học câu chuyện về cái gì không nè? Cô mời bạn nghe nha. Cô hỏi lại đi cô. Rồi hôm trước chúng ta học về cái câu chuyện, chúng ta học câu chuyện về những cái đồ vật gì nè? Được cô là người quần áo. Đúng rồi. Hãy
Con để sách ở đây này. Mình tạo bàn gì? Rồi. Hello, hello, các bạn nghe rõ con này. Hello. Mới nghe rõ con, Thúy Thanh có nghe rõ không? Hello, Thúy Thanh. Có. I'm sorry because I have some mistakes. Rồi cô xin lỗi nha, bởi vì cô có máy cũng một xíu vấn đề, cô bị out trong phòng một chút. Rồi bây giờ Trí Thanh, Trí Thanh có trả lời cho cô bài học hôm trước mình học về quần áo, mình học về cái món đồ gì nữa, có còn nhớ không? Trí Thanh còn nhớ không? Vậy. Ừ. Rồi, vậy bây giờ con hỏi con socks là gì? Socks là gì đây? Đôi tất đó. Rồi, đôi tất. Vậy là hôm trước chúng ta học về cái tóc đúng không nè? Câu chuyện về những cái tóc đúng không? Rồi, bây giờ cô sẽ mời một bạn đọc lại bài này giùm cô nha. Chúng ta có ba bạn, vậy là bạn Trí Thanh sẽ đọc bức hình đầu tiên, tiếp theo sẽ là bạn Hải Nam, cuối cùng bạn bạn Hoàng Minh sẽ đọc bức hình thứ ba và bức hình thứ tư nha. Bây giờ trước tiên là mời bạn Trí Thanh đọc cho cô bức hình đầu tiên nha. Are these her socks? Mời Trí Thanh. Please read for me the picture one. Help, they close. Look, this is Lucy's dress. Are they her socks? Yes, they are. Giỏi. Rồi, tiếp theo của mình thứ hai và bạn hãy tham. Is this beauty t-shirt? Yes, it is. Put it in here. Giỏi. Okay, so it's Hoàng Minh turn. Hoàng Minh turn. Hello, Hoàng Minh, where are you? Hoàng Minh ơi. Rồi bây giờ bạn Hoàng Minh vắng mặt nên bức hình thứ ba là bạn Trí Thanh sẽ đọc và bức hình cuối cùng. Hoàng Minh có thấy không rồi? Hoàng Minh đọc cùng cô nha. Anh ơi. Hello. Please read for me picture 3 and picture 4. Mẹ nhà bạn Hoàng Minh có một vấn đề. Hoàng Minh ơi, có một vấn đề nào? Hello. Rồi. Con đọc picture 3, picture 3 và picture 4 cho cô nha. Ben. No. No. It's Ben. It's Ben.
Good job. Đây là đọc là shorts nhưng mà mình shorts. Đây, shorts. Shorts nha. Đó là short nha. Shorts. Thành Vân ơi, con lặp lại theo cô nè. Shorts. Shorts. Stop. Stop. Ok, giỏi rồi. Bây giờ mấy bạn có thể dịch được bài này không nè? Bạn Trí Thanh có thể dịch bài này không? Cô có thể đặt anh Thư vào rồi mà cô. Ok, bạn anh Thư vào rồi hả? Ok, hello anh Thư. Hi. So you're late today. Mẹ Thư đến vào trễ. Không. Con có thể nói chuyện với cô xíu nè. Anh Thư ơi. Hôm nay con vào trễ đúng không? Vâng. Rồi ok. Bây giờ mình đang ôm lại bài học hôm qua. Mình chưa có vào bài chính bởi vì cô muốn chờ cho con vào, cô mới dạy bài chính. Ok không anh Thư? Rồi bây giờ anh Thư có thể đọc được bài câu chuyện hôm qua mà anh Thư đã học không? Bây giờ anh Thư đọc lại giùm cô câu chuyện này nha. Ok không? Look. This is Lucy. Red. Giỏi. Tiếp tục đi nào. Are these her socks? Giỏi. Yes. They are. Okay. Đây, phần thứ hai tiếp tục nào. This Billy T-shirt. Is this Billy's T-shirt? Billy T-shirt. Okay, next time. Yes. It is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Truth. Put it in here. Are these gì vậy thôi? Hello, hi. Tôi đọc tiếp cho cô bức hình thứ ba và thứ bốn nha. Are these pants? Pants. Giỏi rồi. No, they are. No, they are his pants. Rồi, tiếp tục nào, còn một câu nữa. They're
Shorts nha, cái từ shorts này nó khác với từ socks nha. Hai từ nó khác nhau nè, các bạn tập trung cho cô nè. Đây, shorts này nghĩa là đôi chớ. Shorts này nghĩa là cái quần sọ. Ok. Cái này là quần sọ. Sọ. Cái quần sọ, cái quần sọ với tóc ấy. Right, so today we're going to the next lesson. The fluency time. Fluency time. We're going to study about a new unit, fluency time. Right. Lesson 1, everyday English. Lesson 1 sẽ là everyday English. Rồi bây giờ đến với phần đầu tiên. Bây giờ cô cho các bạn 2 phút để đọc sơ về cái phần 1. Trong thời gian cô chuẩn bị file nghe cho mấy đứa nha. Được. Tôi đã chuẩn bị file nghe xong nha. Bây giờ các con sẽ nghe cái bài 1 đầu tiên. Rồi, sau đó chúng ta sẽ vào bài học nha. Focus on your screen. Rồi, các bạn chú ý lắng nghe nha. Các bạn theo dõi sách nha. Listen, read, and say. 1. Here, share my crayons. 2. Thank you. You're welcome. Listening 53. Listen and point 2. Thank you. You're welcome. 2. Thank you. Share my crayon. Listen. Read and say. 1. Here, share my crayons. 2. Thank you. You're welcome. Yes. Okay, so Trí Thành, can you hear clearly? Có nghe rõ không? Trí Thành? Yes. Thành Minh, có nghe rõ không? Minh ơi.
Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa và chúng ta sẽ bắt đầu thực hành đọc nha. 52. Listen, read, and say. 1. Here, share my crayons. 2. Thank you. You're welcome. 9. Chúng ta đến unit fluency time. Rồi, lesson 1, everyday English. Mỗi ngày học tiếng Anh, ok? Rồi, phần 1, listen, read and say. Nghe, đọc và nói. Ok, bây giờ chúng ta có hai bức hình. Bức hình đầu tiên sẽ có một câu và bức hình thứ hai sẽ có hai câu. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn từng đọc. Sau đó chúng ta sẽ đọc đối thoại với nhau nha. Bây giờ cô mời bạn anh Thư bằng cách lên cô nha. Hello, where are you? Okay, so I see Anthu. Okay, Anthu ơi, turn on your mic. Okay, rồi bây giờ Anthu đọc với cảnh sát cô nha. My crayons. My crayons. Here. Here. Share my crayons. Here, share my crayons. 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 Come on, I have gone out here. Here. Hello, are you there? Con quay vào mic. Rồi, ok, vậy con đọc lại cho cô nha. Here. Here. Share my crayons. Share my crayons. 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 Okay. Crayons. 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 Here. 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 Share. Rồi đến bức hình thứ hai. Bức thứ hai anh Thư. Cô nghĩ là anh Thư có thể đọc được cho cô nè. Chữ này rất là quen. Chữ này đọc là cái gì nhỉ? Thank you. Rồi, giỏi lắm. Thank you. Rồi, vậy cái chữ dưới tôi có biết không? Chữ dưới là you're welcome. You're welcome. You're welcome. Rồi, you're welcome. Welcome. Tôi đọc lại nha. You're welcome. Rồi, ok. Anh Thư ơi, con một phát đọc lại cho cô nè. You're welcome. You're welcome. Rồi, rồi, anh Thư đọc lại cả bức tranh thứ hai cho cô. Thank you. Tiếp tục. You're welcome. Rồi, giỏi anh Thư, giỏi. Tiếp theo mời bạn Hồng Minh. Hello Hoàng Minh mở mắt lên cô nè. Hello. Hoàng Minh, are you there?
Rồi, ok, mình phải đọc theo cô nha. Here. 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 Đi con nói gì đó. Con chưa nghe thấy cô. Con nghe rõ, nói hả? Cô nói rất là lớn hả? Ờ, thích. Rồi, ok. Con có thể nào bỏ cái loa của con lớn lên xíu không? Mình. Rồi, mình có nghe rõ cô nói gì không? Alo. Mình nghe được không? Hello. Hello. Không. Không nghe được hả? Ok. Dạ nghe rồi không? Rồi. Cô nè. Here. Here. Đi. Con nói con biết rồi. Con nói cái gì mà con biết rồi. Hả? Là sao cô? Cô đang hướng dẫn con bài mà. Không nghe được luôn. Nghe được luôn. Rồi. Con. Sao? Sao bên con nói cái gì vậy? Con nói lại cho cô nghe nè. Con bị đơ rồi nên con à rồi con bị đơ rồi mà rồi vậy bây giờ con mời để cho bây giờ trong thời gian nhiều con chờ cho mấy con hết đơ nha. Bây giờ cô sẽ mời hai bạn đi đọc trước nha. Bạn Minh ao ra vào lại giùm cô nè. Rồi cô mời bạn Chí Thành mở một cái lên giùm cô nè. Hello Chí Thành. Hello. Teacher. Okay, so you will repeat after me. Rồi, con làm lại. Here. 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 Rồi, con biết. Rồi, con lặp lại theo cô nha. Cô chỉ có đọc nha, lặp lại theo cô nha. Cái câu thứ hai là khó ấy. Rồi, here. Rồi, con đọc theo cô là here. 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 Share my crayons. Here, share my crayons. Share my. Đúng rồi, crayons. Crayons. Con đọc nói nó vào. Crayons. Rồi, ok. Rồi, cái này không phải là cái thân biệt cho mình. Cảm ơn biết là gì ạ? Thank you. You're welcome. Okay. Đây cô mời bạn Hải Nam. Hải Nam ơi, tới phiên con nè. Hãy nghe đọc lại theo cô. Here. Share my crayons. Rồi, giỏi. Crayons. Có S nha. Crayons. Rồi, giỏi. Rồi, có phải câu này bạn Hải Nam đọc nè, câu này là gì? Thank you. Rồi, giỏi. Còn câu cuối. See you.
You're welcome. Welcome. Rồi bây giờ con sẽ đọc lại một lần cho các bạn nghe nha. Share my crayons. Thank you. You're welcome. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ chụp nha. Bây giờ có bạn chụp biết từ khi nào? Như là đây. Share nghĩa là chia sẻ, hoặc là chia sẻ. Share nghĩa là chia sẻ. Các bạn cái từ đầu mới đó, mình cái nghĩa tiếng Việt ở trên cái thư, ở trên đầu cái từ tiếng Anh mình cô nha. Share nghĩa là chia sẻ. Thế đây cô sẽ cho nó lên đây. Ok, có thấy không? Con sẽ phóng lớn màn hình lên cho bé nha. Rồi, chia sẻ. Rồi, crayons nghĩa là cái gì? Mấy đứa nhìn vào cái hình của con nào, nghĩa là gì? Cái này là cái gì? Cái mà tụi con dùng để tụi con tô lên những cái bức tranh đó, thì nó là cái gì? Những cái thứ mà tụi con dùng để tô lên bức tranh đó, thì đó là cái gì nè? Bình thường tụi con vẽ thì tụi con dùng cái gì để tô lên bức tranh nè? Hải Nam trả lời cho cô. Tức là bút màu ạ. Đúng rồi, bút màu. Crayons là bút màu. Crayon. Hello. Crayon là bút màu nha. Chí Thanh ghi nghĩa của chữ crayon cho cô Anh Thư nữa nè. Crayons nghĩa là bút màu, cái đồ mà để tụi con tô lên những bức tranh đó. Ok. Tô. Từ crayon sẽ hình thương. Đây, crayon nghĩa là bút màu. Những cái bút màu, màu sắc mình coi những bức tranh. Rồi, nó nghĩa là bút màu nha. Rồi, vậy bây giờ here nghĩa là đây. Đây, here my crayon. Rồi, chúng ta có thể dịch theo nghĩa là đây. Hãy lấy những cái bút màu của tôi, hoặc là tôi sẽ chia sẻ bút màu cho bạn. Hiểu không? Để ở đây chúng ta có thể thấy hai nhân vật, một bạn nữ và một bạn nam. Bạn nam là đang vẽ nhưng mà không có màu vô, và bạn nữ là đưa cái hộp bút màu của mình cho bạn nam, bảo là here share my crayons. Đây, hãy lấy những cái bút màu của tôi nè, hoặc là đây để tôi chia sẻ những cái bút màu của tôi cho bạn. Các bạn hiểu không? Hiểu không? Ok. Có nghe rõ không? Phải đang nghe rõ không? Để đang nghe rõ cô giảng không? Yes. Ok, anh Thư có nghe được không? Anh Thư có nghe được không? Anh Thư tập trung vào màn hình nha. Con đang làm việc riêng đúng không? Con đang làm việc riêng đúng không? Không. Không hả? Rồi, con tập trung vào màn hình nha. Rồi, Trí Thanh có nghe rõ cô giảng không? Có cần cô nhớ lại không? Không ạ. Rồi ok. Rồi cô sẽ nói lại một lần nữa để cho tụi con nhắc nhắc nha. Ở đây chúng ta có hai nhân vật, bạn nam và bạn nữ. Bạn nam thì lấy một cái cây viết chì, cô lên vẽ lên một cái bài vẽ của mình, hoặc thì nó không có biết bút màu. Bạn nữ thì đưa cái hộp viết bút màu của mình cho bạn nam, bảo là here share my crayons. Này, phải lấy những cái bút màu của tôi, hoặc là này để tôi chia sẻ những cái bút màu cho bạn. Ok, rồi sang đến cái bức tranh thứ hai. Con bây giờ tôi hỏi cho coi nè, khi mà một cái người nào đó cho mình cái món đồ gì đó, hoặc là người nào đó đề nghị là sẽ cho mình mượn cái gì đó, thì mình sẽ nói cái gì nè? Anh Thư trả lời cho cô. Ví dụ như là một người nào đó cho con cái gì đó thì con sẽ nói cái gì? Con sẽ nói gì nè? Thank you. Thank you nghĩa là gì? Nghĩa là cảm ơn. Rồi, con sẽ cảm ơn đúng không? Rồi, ở đây sau khi được bạn nữ cho chị thì bạn nam nói là thank you, cảm ơn. Rồi, khi mà cảm ơn thì bạn nữ sẽ đáp thế nào? Bạn nữ đáp là You're welcome nghĩa là gì? Tụi con có thể đoán you're welcome là gì? Bạn nào có thể đoán được không?
Chị Hằng, lấy ví dụ như là một người nào đó nói cảm ơn mình thì mình sẽ nói cái gì ạ? You're welcome. You're welcome rồi. Con biết you're welcome nghĩa là gì không? Nghĩa là không có gì. Trời ơi, không có gì. Okay. Rồi ở đây bạn tự bảo là here, share my crayons. Đây, hãy lấy những cái bút màu của tôi để dùng. Rồi bạn nam nói là thank you, cảm ơn nha. Bạn nữ you're welcome, không có gì. Ok. Nội dung của cái bài số 1 là như vậy. Rồi bây giờ cô sẽ mời hai bạn đóng vai để nói chuyện với nhau luôn nha. Bây giờ một bạn sẽ đóng vai bạn nam, một bạn sẽ đóng vai bạn nữ và thực hành nói với nhau ha. Rồi bây giờ cô sẽ phân vai hay là có bạn nào xung phong không? Rồi vậy bây giờ cô sẽ phân vai nha bạn. Rồi bây giờ con ngồi thẳng dậy nè, xíu con sẽ quên mất. Ngồi thẳng dậy đi anh Thương. Cô biết là con buồn ngủ lắm nhưng mà con ngồi thẳng dậy nha. Rồi bây giờ bạn anh Thương sẽ đóng vai bạn nữ và bạn Hải Nam sẽ đóng vai bạn nam trước nha. Rồi bây giờ bạn Hải Nam sẽ nói bạn nữ sẽ nói trước, bạn nữ sẽ nói, nhân vật nữ sẽ nói trước, là bạn anh Thương sẽ nói trước, rồi đến bạn Hải Nam nói nha. Rồi hai đứa thực hành nói cho cô nè. Đầu tiên anh Thương ơi, câu đầu tiên của con nè. Đây. Không, con đọc tiếng Anh luôn thôi. Here. My crayons. Rồi giỏi. Rồi thằng em tới con. Thank you. Rồi bạn tới anh Thương. You're welcome. Rồi giỏi. Rồi bây giờ tiếp theo bạn Hải Nam đóng vai bạn nữ và bạn Thanh đóng vai bạn nam. Hải Nam, Hải Nam đọc nè. Con của con là Hải Nam. Here. Hải Nam sẽ đóng vai. Rồi. Share. Share gì nè? Hải Nam đọc nha. Here. Yeah. Hello. Crayons. Here, share my crayons. Here. Tôi hear gì kia cô con quên rồi ạ. Here. Rồi, là bạn theo cô nha. Here. Here, my crayon. Rồi, giỏi, tới khi chú Hàm này, chú Hàm đọc câu này cho cô. Thank you. Rồi, tới khi chú Hàm. Yeah. Welcome. You're welcome. Rồi nhỏi. Không biết bạn Hoàng Minh có hát đơ chưa nhỉ? Hoàng Minh ơi, hello Hoàng Minh, bạn có hát đơ chưa? Hoàng Minh ơi. Hoàng Minh vẫn còn mấy hình lát. Rồi vậy bây giờ tới phiên bạn Hải Nam sẽ đóng vai bạn nhân vật nữ và bạn Anh Thương sẽ đóng vai nhân vật nam nha. Anh Thương ơi, tập trung vào bạn Hoàng nè. Hello, rồi bây giờ tới phiên Trí Thanh sẽ đóng vai bạn nữ và bạn Anh Thương sẽ vai bạn nam nha. Trí Thanh tới con đọc nha. Here, share my crayons.
Crayons. Giờ con có tưởng tượng con đang đọc chữ giờ nha. Thầm crayons. 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 Ok, con cải thiện cái này nè, đọc như là chữ giờ vậy. Crayons. Đấy. Rồi, bây giờ tức là anh Thư đọc cho thank you. Rồi giỏi. Rồi bạn chị bạn Thư đó thầy. You're welcome. Okay. Rồi, bây giờ con sẽ dịch cho tiếng Việt cho mấy đứa nghe ha. Here, share my crayons. Đây, đây, để tôi chia sẻ những cây bút mỏng cho bạn. Bạn nam nói là thank you, cảm ơn nha. Bạn nữ trả lời là you're welcome, không có chi. Okay. Rồi, bây giờ cô mời Trí Thanh đâu rồi nhỉ? Trí Thanh ơi, con bật cam, turn on your camera. Ok. Rồi bây giờ bạn hãy bạn Trí Thanh. Rồi câu đầu tiên bạn Trí Thanh sẽ đóng vai bạn nữ, bạn Hải Nam sẽ đóng vai bạn nam và tụi con đối thoại với nhau bằng tiếng Việt nha. Rồi Trí Thanh ơi, here share my crayon chỉ là gì nhỉ? Đây. Hãy lấy những cây bút chì màu của tôi. Hãy lấy những cây bút màu của tôi. Đây, hãy lấy những cây bút chì màu của tôi. Rồi, ok, rồi. Cảm ơn. Hãy đang nói gì nè? Cảm ơn. Rồi, đúng rồi, cảm ơn. Rồi. Không có gì. Chị Thanh sẽ nói gì nè? Đúng rồi. Rồi, bây giờ tới phiên anh Thư. Anh Thư ơi. Thư ơi. Con bật bánh tên nói với cô nha. Welcome. Rồi. Rồi, Thư ơi, bây giờ cô. Con sẽ đóng vai bạn nhân vật nữ và cô sẽ đóng vai nhân vật nam nha. Bây giờ con hỏi câu hỏi cô nói với cô trước nè. Share my crayon nghĩa là gì vậy Thư? Nói tiếng Việt hay là tiếng Anh cô? Nói bằng tiếng Việt nha. Share my crayon nghĩa là gì? Đây, đây. Hãy lấy những cây bút màu của tôi. Đây, hãy lấy những cây bút màu của tôi. Ok. Thank you. Cảm ơn nha. Rồi, mà cô cảm ơn thì con sẽ không có gì. Đúng rồi, giỏi. Rồi, chúng ta chỉ học như vậy thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe. Thật ra là listen and point. Rồi, đọc nghe và chỉ ra. Okay. Rồi, ta nghe và chỉ ra. Bây giờ cô sẽ cho tụi con nghe cái đoạn này. À, rồi chúng ta sẽ tiếp tục với những chúng ta sẽ tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ nghe trước. Rồi. Rồi, mấy đứa sẽ tiếp tục nghe nha, cái phần này nè. Listen and point nè, phần 2 nè, ok. Rồi, listen. Listening 53. Listen and point. One. Here, share my pencils. Thank you. You're welcome. Two. Here, Tom. Share my crayons. Thank you. You're welcome. Three. Share my pen. Thank you. You're welcome. Share my desk. Thank you. You're welcome. Rồi, bây giờ mấy bạn nghe con giảng nè. Rồi, look at your screen rồi, tập trung nha, bài này hơi phức tạp một xíu. Ở đây các bạn nhìn nè, ở đây chúng ta có bao nhiêu cặp bạn học nè, có bao nhiêu cặp bạn học ngồi chung bàn. Hải Nam trả lời cho cô, có bao nhiêu cặp bạn học? Người là một cặp. Under four. Rồi, four, bốn cặp bạn học không? Rồi, ở đây mỗi cặp bạn học sẽ hai bạn chung bàn sẽ cho nhau một món đồ. Hai bạn sẽ cho nhau mượn một món đồ và tụi con sẽ nghe và tụi con sẽ match. Tụi con sẽ nghe và đối xem là cặp nào mượn cái món đồ nào. Ok.
Rồi, tụi con sẽ nói, sẽ có số thứ tự là 1, 2, 3, 4 lần lượt. Rồi, tụi con nghe cặp đầu tiên, rồi tụi con sẽ chỉ ra cái cặp đó là cái cặp nào trong đây. Ok, tụi con sẽ nhìn những cái đồ vật mà các bạn con sẽ nhìn những cái đồ vật. Rồi, và tụi con sẽ chỉ ra là cái đồ vật đó là thuộc cái bàn nào ha, thuộc cái nhóm, cái cặp bạn nào. Bây giờ ví dụ nha. Tay ra. Cô bảo là One the same yet can three can give up. Rồi, bây giờ thầy con sẽ nghe sách chiếu, con sẽ nghe và chỉ ra cái cặp mảy thông ở trong cái video là đây là cái cặp mảy thông nào cũng ở trong sách, ok? Rồi, mấy đứa nhìn nè, nghe nha. Listening 54. Listen and point. Hands, thank you. Here, share my pencil. And point. One. Here, share my pencils. Thank you. Cặp đầu tiên là here, share my pencil. Rồi, bạn nào cho con biết pencil là gì nè? Các bạn nào biết không? Cặp đầu tiên rồi, bạn hãy ra cho cô pencil là gì? Cái pencil là cái bút chì ạ. Rồi, giỏi lắm, pencil là bút chì. Rồi, bây giờ đây là cặp đầu tiên, cặp số 1. Tụi con chuẩn bị cái số 1 vào cái cặp đó nha. Rồi, bây giờ tụi con nhìn vào sách nè. Here, share my pencil. Thank you. Rồi, bây giờ tụi con nhìn vào bốn cái cặp này, cặp nào mà có hình chữ bút chì? Cặp nào mà có bạn đã sử dụng bút chì? Cặp này những cái cây bút này là bút gì nè? Phí Thanh cái hành trả lời cho cô bút này bút gì? Pencil. Không, những cây bút này nè có màu xanh đỏ tím vàng, đó là bút gì? Bút màu đúng không? Bút màu ạ. Rồi, bút màu. Rồi. Vậy bây giờ con đoán xem trong bốn cái cặp này, cặp nào là đang sử dụng bút chì? Cặp này hay là cặp này? Cặp thứ nhất ạ. Cặp thứ nhất là cặp nào nhỉ? Ở đây nó không có đánh số, con nghĩ là cặp nào, cặp bạn gái hay cặp bạn trai? Bạn gái. Rồi, cặp bạn gái thì bây giờ con sẽ tặng thời gian, đây là số 1 nha. Rồi, con sẽ check nha. Bây giờ chúng con tiếp tục nghe cặp thứ hai nè. Pencils. Thank you. Rồi, cặp thứ hai. You're welcome. Cặp thứ hai nè. 2. Here, Tom. Share my crayon. Rồi, share my gì ta?
share my gì? Bạn nào cũng mới nghe được share my gì? Nghe lại nha, nghe lại nha. Here, Tom. Share my crayons. Rồi. Thank you. Rồi, bạn nào trả lời cho cô share gì nha? Rồi, Hải Nam ơi, share gì con? Cô là crayon ạ. Rồi, crayon. Rồi, anh Thương. Anh Thương. Rồi, ôi, bạn Thương ơi. Rồi, bạn Thương đứng rồi. Thầy Minh ơi, có nghe rõ không Thầy Minh? Đây, Thầy Minh. Không. Không hả? Thầy ơi. Được không? Thôi, mẹ con bạn mình lắc quá nè. Thôi. Thôi bây giờ con ao ra rồi cô lại nha Minh. Con ơi, con thoát ra rồi cô lại nha, mấy con đây rất là lắc. Rồi, bây giờ cô sẽ hỏi nha, tôi giúp cô phát ra vào lại nha. Rồi anh Thương ơi, con Trí Thành ơi, rồi, bây giờ Trí Thành đây là cho cô crayons nghĩa là gì? Đây, crayons, cô mới chỉ hồi nãy crayons nghĩa là gì nè? Nghe là cái bút màu ạ. Bây giờ tụi con tập trung vào sách nha. Rồi bạn nào đang sử dụng bút màu? Hải Nam, Hải Nam trả lời cho cô bạn. Bạn nào đang sử dụng bút màu? Phải bạn này không? Hay là bạn này? Cặp lại ạ. Đây đúng không? Vâng ạ. Rồi đây, vậy mình sẽ đánh số 2 vào đây. Ok, rồi chúng ta sẽ lắng nghe bài, lắng nghe tập thứ 3 nha. Lắng nghe tập thứ 3. Thank you. Rồi. You're welcome. Rồi, lắng nghe. You're welcome. Rồi, bạn nào nói, thank you. Rồi, bạn nào nói cho con biết can là gì? Can là gì? Pen là cái cây bút mà tụi con thường hay viết bài, nó là cây bút gì? Rồi, Hải Nam không biết không hả? Hải Nam ơi, pen chứ là gì? Pen là cái bút mực ạ. Đúng rồi, giỏi. Pen là bút mực nha. Trí Thanh, pen là gì? Pen là cái bút mực ạ. Pen là gì? Nhiều câu. Ok, pen là bút mực nha. Rồi, bây giờ mấy bạn nhìn vào sách nè. Mấy bạn nhìn vào sách, sách và em coi cái cặp nào đang sử dụng bút mực. Nhìn khó nhìn lắm quá đúng không? Rồi cô cũng thấy rất là khó nhìn, rất là dễ phân biệt, rất là khó phân biệt với lại cặp này. Rồi thì bây giờ mình tạm thời mình ráng là cặp này đang sử dụng bút mực đúng không? Các bạn sử dụng bút mực nha. Ok, rồi bây giờ mấy đứa nghe tiếp tập thứ tư cho cô nè. Thank you. You're welcome. Four. You're welcome. Rồi, bây giờ để lại cho cô yes là gì? Yes. Đây. Yes nghĩa là gì? Cái gì mà tụi con để tập sách lên để viết? Chị Thanh trả lời cho cô. Gì? Là mình. Yes. À. Cái bàn gì? Bàn với mình. Anh ơi.
best. Rõ hả chị Thanh? Thanh ơi. Rồi, con trả lời cho cô. Cái gì mà con hay đặt sạch lên câu biết mỗi ngày? Cái gì mà con hay lần lại đi. Cái bàn đúng không? Con đặt tập lên cái bàn để con viết bài mỗi ngày. Rồi, cái gì mà con để tập lên để con viết bài mỗi ngày? Con mới biết bàn hả? Rồi cái bàn vậy, desk là cái bàn nha. Desk nghĩa là cái bàn. Đây, con sẽ sai từ ngoài cho cô. Desk là cái bàn. Thấy không? Dạ. Anh Thư ngủ quên luôn rồi. Thư ơi. Rồi, đó là rồi là cái bàn. Vậy bây giờ dễ đoán thôi rồi nè. Bây giờ mấy đứa nhìn vào đây. Cái nào mà bạn nào đang chỉ vào cái vị trí ngồi của mình. Rồi mời bạn đó ngồi chung. Mày sẽ kỹ nha. Bạn nào đang chỉ vào cái vị trí của mình rồi mời bạn kia ngồi chung. Rồi Hải Nam trả lời cho con. Cái nào? Chỗ nào? Tập nào? Chập nào thấy em? Chập này, đúng chập này không? Đây là chập này. Chập này. Rồi, tụi con quan sát vẫn bị trục trặc hả? Rồi vậy Hải Nam trả lời cho cô. Chỗ nào? Có phải là chỗ này không? Chỗ này đúng không? Bạn này đang chỉ vào cái ghế trống rồi mời bạn này vào ngồi chung bàn đúng không? Đúng không? Con có thấy là bạn Nam này đang chỉ tay vào cái ghế trống không? Con thấy được không? Chỉ thay một cái vị trí trống và mời bạn đó vào ngồi chung bàn đúng không? Yes. Ok. Rồi vậy là cái số 3 mình sẽ đổi lại là số 3 bật lại bên đây. Ok. Được không? Đây là những cây bút mực nè. Khi nãy mình chỉ đoán thôi, bây giờ mình mới xác định được là đây là những cây bút mực nè. Rồi. Ok chưa? Mẹ ok chưa? Rồi, bây giờ Thanh ơi. Hello, có Thanh đi đâu rồi? Bạn Minh thì bị lắc, anh Thương thì cũng quên. Rồi, Khí Thanh với Hải Nam thôi. Hello. Rồi. Bây giờ chơi cho còn 8 phút. Ok. Đó, vậy mình sẽ chơi nha. Rồi. Rồi mấy đứa chuẩn bị tập trung vào màn hình nha. Rồi. Yeah, con sẽ share màn hình nha. Rồi, mấy đứa tập trung vào màn hình nha. Cố gắng lên, mình sắp hết giờ học rồi. Cố gắng lên. Rồi, mấy đứa có thấy rõ màn hình không? Hải Nam với lại Trí Thành có thấy rõ màn hình không? Yes. Con thấy được không? Yes. Choose your game. Chọn cái game yêu thích của hai đứa đi nè. Mình hãy đang chọn game nào. Fire. Fire special. Rồi còn bạn Trí Thanh muốn chọn game nào? Fire.
Bài. Ok, mình sẽ chơi để khám phá nữa. Các bạn nào biết chơi game này từ trước không nhỉ? Cô sẽ bấm một cái nút này. Long curly green hair. Long curly green hair. Thành Minh kiểu tìm vị trí ở gần wifi một xíu nha. Con không theo dõi được bài học là nó rất là không dễ bị bỏ bài đó. Rồi bây giờ mình chơi trò nào nhỉ? Các bạn chọn trò khác đi. Three. Double trouble hả? Double trouble. Rồi bạn còn bạn Hải Trang, bạn Trí Thanh, chọn trò nào? Ba. Con đang nói cho anh bọn con phải nói hơn để anh chứ. Thôi bây giờ mình sẽ chơi trò nào mà nói tốt hơn xíu nha. Mình bây giờ con sẽ chọn đó, con sẽ chọn trò trò này ha, trò thứ tư không? Tại vì trò double trouble này là nó là kiểu là đây, bây giờ con sẽ cho hai đứa chơi thử nha. Nếu khó thì mình đổi qua trò thứ tư nha. Eo, chấm ba lâu quá. Không được rồi. Rồi, bây giờ chơi nó cũng dễ nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm cách ép giống nhau. Police station. Behind. Police station. Police station. Police station là gì đó chứ Thanh? Con nhìn cái hình này con thấy nó là cái gì? Là đồn cảnh sát ạ. Cảnh sát. Bây giờ mình sẽ tìm cái mảnh ghép giống cái mảnh ghép này nha. Bây giờ con sẽ mở từng cái nha. Brush my hair. Behind. Police station. Rồi. Brush my hair. Behind. Police station. Police station. Hiểu không? Mình sẽ lọt lên từng bánh ghép và nó giống nhau thì mình sẽ chọn. Có thấy ok không? Có không? Có. Không ạ.
Chỉ hơi có cái không nhìn thôi. Rồi, bây giờ chúng ta tập trung nhìn nha. Rồi. Brush my hair. Brush my hair. Brush my hair nghĩa là gì nhỉ? Mình dùng cái luộc để mình làm gì nào Thái Nam? Mình dùng cái luộc để mình làm gì? Con thưa cô là mình lấy cái luộc để chải tóc ạ. Rồi, chải tóc. Brush my hair là chải tóc nha. Rồi, bây giờ tụi con. Brush. Behind. Brush. No, cái gì? Con má. Brush my hair. Cái này đúng không? Đúng rồi ạ. Cái này đúng không? Vâng. Brush my hair. Rồi, rồi, còn cái gì? Behind. 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 Rồi. Rồi, bây giờ Trí Hành này cho cô hỏi là behind. Con gấu này nó ở đâu so với cái hộp? Nó đằng sau ạ. Con gấu này nó ở đâu so với cái hộp? Đằng sau, vậy là behind là ở đằng sau. Ok. Rồi. Behind. Đó. Xong rồi. Mấy game rồi. Bây giờ, cô có muốn chơi trò nữa không? Ờ, có ạ. Mình vào học. Rồi. Chơi tiếp. Chơi, cô chúng ta chơi thêm một trò nha. Chiêu ạ. Có chơi trò thử. Chiêu hả? Ok, chiêu. Thử. Drum. 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 Drum là từ nào? Drum. Con thưa cô là cái trống. Trống. Drum. Cô cái trống. Plane. Plane. Rồi, máy bay dễ đâu, tấm hình nào? Plane. Tấm hình nào? Ở đây không? Tấm hình nào? Không phải. Không, đâu con ấy. Không, để làm khoác. Con ấy cười nè. Rồi, đây đúng không? Kite. 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 Là cái diều. Là cái diều. Là tấm hình nào phải tấm hình như này không? Hả? Không phải. Không phải ạ. Không, cái ở dưới. Cái màu đỏ và màu vàng ấy. Rồi, đỏ và màu vàng. Plane. Plane. Là cái máy bay ạ. Plane. Thưa cô là cái máy bay ạ. Cô sai rồi cô. Đấy là Rubik. Sai rồi. Cái bên này ạ. Rồi. Drum. 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 Đừng quen nhạc. Drum. Drum là cái này. Phải cái này không? Drum. Là cái trống. Không phải. Cái trống là cái mà có cái gì để mình đập vào. Rồi. Rồi. Bây giờ mình vào bài học tiếp tục nha. Rồi, đây là bài học thứ 3. Chúng ta sẽ học point and say. Rồi, bài học thứ 3 là tụi con sẽ nhìn vào cái tấm hình này nè. Và tụi con sẽ nói chuyện với nhau theo cái mẫu câu ở trên đây. Ví dụ trên đây, ví dụ tấm hình thứ nhất là pencil, đúng không? Pencil thì tụi con sẽ nói theo cái cấu trúc như trên đây. Và tụi con thay từ crayons bằng từ pencil. Ok, hai đứa hiểu chưa nè? Bạn Hoàng Minh, hết lát chưa Minh? Cô đang chờ con đấy. Bạn Hoàng Minh ao rồi. Anh Thư thì cũng lên rồi. Rồi bây giờ còn Hải Nam, Khí Thanh, hai bạn đó chỉ nói với nhau nha. Thành với nhau. Rồi bây giờ cô hỏi lại nè. Cây bút chì là gì nè? Khí Thanh, Khí Thanh trả lời cho cô cây bút chì là gì? Bút chì là gì nè? Để Hải Nam. Là bệ là con cái bút chì là pencil ạ. Rồi, pencil, rồi, pencil. Ở đây sẽ là pencil nha. Đây, những cái bút chì màu là gì nè? Thái Nam. Con thức cô là crayon. Crayon. Rồi, crayon. Rồi, ok. Rồi, vậy ở đây, bạn Nam đang chỉ cái gì nè, Trí Thanh? Cái này là cái gì? Cái con để tập lên để viết bài ấy. Là cái bàn table. Cái bàn là gì? Table. Và nó liên
nó bằng với lại một và des bằng với nhau nha. Hai. Đẹp. Rồi, còn cái này là gì? Cái này là gì hết em? Cái bút mực là gì nè? Cô, cái này là bút mực. Pen. Đúng rồi, pen. Rồi bây giờ hai bạn sẽ nhìn vào sách, nhìn vào cái này và tụi con sẽ thực hành. Đây. Đây, tụi con sẽ đọc cái câu này nhưng mà thay từ crayon bằng những cái đồ mộc khác. Đúng không? Nếu mà cô kêu đọc bức hình đầu tiên thì tụi con sẽ thay chữ crayon bằng chữ pencil. Hình tiếng Anh. Thay chữ crayon bằng chữ giữ nguyên chữ crayon. Hình thứ ba con sẽ thay chữ crayon bằng chữ pen. Và cái hình thứ tư con sẽ thay chữ crayon bằng chữ desk. Ok. Và những câu khác thì mình giữ nguyên. Được không nè? Rồi bức hình đầu tiên cô mời bạn Trí Thanh nói trước. Rồi bạn Hải Nam sẽ nói ba bạn nam và Trí Thanh sẽ nói ba bạn nữ nha. Trí Thanh nói nào. Pencil. Con thay từ pencil vào cái câu này. Cho con bút. Cho con hộp bút. Crayon. Không phải, con thay từ pencil vào đây. Ví dụ như là Here my pencil. Mà nó là bạn tưởng này. Here my pencil. Rồi, bạn Hải Nam trả lời như thế nào trong bức hình đầu tiên? Thank you. Rồi, bạn Hải Nam thank you. Thì bạn Trí Thanh nói gì nè? You're welcome. Rồi, giỏi. Rồi, bây giờ đến bức hình thứ hai. Bức hình thứ hai thì bạn Hải Nam sẽ nói trước, bạn Trí Thanh sẽ nói sau nha. Hải Nam nói đi nè. Here sat my crayons, đúng không? My crayons. Rồi, bạn. Vâng, theo bạn. Bạn Trí Thanh sẽ nói gì nè? Trí Thanh sẽ nói gì? Bạn thank you. Cho mình. Đúng rồi, thank you. Rồi. Bạn thank you thì Hải Nam sẽ nói gì? Bạn thank you mình thì Hải Nam sẽ nói gì nè? You're welcome. Rồi, bức hình thứ ba Trí Thanh sẽ nói và bạn nói trước, bạn Hải Nam sẽ nói sau nè. Thanh ơi, cô nói trước nè. Here gì? Here see my pencil. No, here share my. Ở đây là gì? Từ này là gì? Những này là cái mực đúng không? Những cây bút mực đúng không? Mình ta là những cây bút mực đúng không? Here see my pen. Rồi, share. Share my pen. Rồi giỏi. Bạn nói vậy thì Hải Nam sẽ nói gì nè? Thank you. Rồi, bạn thank you thì Trí Thanh sẽ nói gì? You're welcome. Đúng rồi. Rồi, bây giờ đến phiên bạn Hải Nam nói trước, bạn Trí Thanh nói sau nè. Here stand my crayon. No. Thứ tư nè. Desk. Okay. Desk. Thank you. Desk nha. Desk nha Hải Nam. Yeah. Và table nhưng mà mình đang học từ desk. Okay. Rồi, thank you. Hải Nam nói gì nè? Welcome. Rồi, bây giờ bài học của tụi mình đến đây là xong. Bây giờ cô sẽ dạy hai đứa bài tập về nhà nha. Rồi, bài tập về nhà hôm nay là tụi con sẽ quay clip đọc ba câu này. Đúng không? Bài tập về nhà chúng ta sẽ quay clip đọc đọc là here share my crayons. Thank you. You're welcome. Rồi. Còn bài tập giấy thì tụi con mở sách bài tập ra cho cô nè. Hai đứa mở sách bài tập ra.
Rồi. Rồi. Mấy đứa có sắp bài tập trang 28 nè. Cô nhà. Rồi. Mình sẽ làm bài tập trang 28 đi. Nè. Rồi. Quan sát nha. Bài tập trang 28. Ở đây chúng ta sẽ có những cái từ là sốt, sáng, sister and thirsty, đúng không? Bây giờ tụi con nhìn những cái hình ảnh này và tụi con ghép cái từ nào tương ứng với nó vào cái chữ cái bên, đúng không? Tụi con sẽ ghi cái chữ đó vào cái chỗ trống. Ví dụ như là bài 1 là this is my sister, đây là chị của tôi. Con thấy thằng bé chỉ vào một người chị gái của mình thì this is my, con sẽ ghép từ sister số. Còn này she's, rồi bây giờ Trí Thanh trả lời cho cô, cái bà này bà đang làm gì vậy, cái cô này đang làm gì, cô này đang cầm ly nước và cảm thấy như thế nào khi nào mà con muốn uống nước vậy? Thirsty. Đúng rồi, thirsty đúng không? Rồi, Hải Na trả lời cho cô, thằng bé này nó đang như thế nào? Nó đang khóc, nó khóc thì nó cảm thấy như thế nào? He's sad. Đúng rồi, he's sad. Rồi, tụi con nhìn bức hình thứ tư. Cô bé này đang đeo cái gì vào chân đây? Anh ơi, cô bé này đang đeo cái gì vào chân? Are the girl's socks. Đúng rồi, đi hơi sớm. Rồi bài tập viết của cô dành cho mấy đứa về ghi lại những cái câu này. Cô ghi những cái câu này. Ok. Hiểu không? Mình sẽ ghép những cái từ này vào những cái câu này, những cái từ này tương ứng những bức hình. Được không? Mấy đứa có hiểu không? Anh thường cũng quên mới dạy kìa. Rồi anh Thư, cô nhìn nè cô giảng bài tập cho con nha. Hello, con nghe cô nói gì không Thư? Con nghe thấy rồi. Rồi, bây giờ cô giảng bài tập nha. Bài tập nói là con sẽ quay clip đặt ba câu này lên. Bài tập nói là con sẽ quay clip đặt ba câu này. Here, share my crayons. Thank you. You're welcome. Rồi, bài tập viết là con sẽ về nhà, con làm bài tập 1. Bài tập 1 trên 28 là con sẽ nói những cái từ này tương ứng với những cái chỗ trống. Ok không? Ok không Thư? Được không? Con sẽ kêu thầy gửi bài tập về cho phụ huynh cho con nha. Rồi, so it's enough for today. Bye bye. Bye bye. Goodbye, chị. Sorry, goodbye. Bye, arrivederci. Ôi mẹ chỉ còn con thôi. Ôi trời, còn một mình con chứ ao. Thật tệ vậy. Chứ học gì nữa. Làm gì? Con đang làm bài. Mà đi rồi nha. Mày chưa gì đó thì. Thì xong rồi. Ngày kia con là bài. Sao? Nếu có toán kia. Thì ở những hiệu trở xuống lớn nhất, bé nhất, các thứ. Chẳng miệng rồi tắm.